Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng nội bộ tranh cãi tam trụ hay tứ trụ. Cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán có vẻ như đang được dẹp yên khi nhiều ngày qua Việt Nam, theo truyền thông nhà nước, không ghi nhận thêm thông tin ca nhiễm virus corona nào. Tình hình được kiểm soát với chỉ 270 trường hợp dương tính và không có ca tử vong nào, một thành tích kỷ lục của thế giới. Các chuyến bay nội địa đã được phép nối lại từ thứ Năm. Các biện pháp giãn cách xã hội đã được dỡ bỏ tại hầu hết các nơi, trừ vài huyện ở Hà Nội. Nhưng giới chức ở Việt Nam đã có sẵn một cuộc chiến khác, còn khốc liệt hơn cả cuộc chiến viêm phổi Vũ Hán để lao vào, đó là cuộc đua vào Đại hội Đảng lần thứ 13. Cuộc tranh giành quyền lực ở Việt Nam bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Một câu hỏi lớn mang tính quyết định đến việc lựa chọn những vị trí quyền lực nhất là liệu Đảng Cộng sản có tiếp tục theo đuổi việc hợp nhất chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay hay quay về mô hình tứ trụ truyền thống như trước đây. Đây là hình ảnh tứ trụ của Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ 12 gồm các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau khi nhà sáng lập Hồ Chí Minh qua đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tránh việc tập trung quyền lực bằng cách chia quyền lãnh đạo cho tứ trụ, tức là bốn vị trí quyền lực nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 76 tuổi và kiêm thêm chức Chủ tịch nước vào tháng 10 năm 2018 sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời ở tuổi 61. Ban đầu được coi là giải pháp tạm thời, nhưng như vậy đã tạo ra tình huống tương tự như ở Trung Quốc, nơi ông Tập Cận Bình giữ một lúc hai chức là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên Trung tâm Tương lai Chính sách, Khoa Nhân văn Xã hội học, Đại học Queensland, Úc cho rằng, dẫu hiện tại đang đặt vấn đề về việc kiểm soát quyền lực, nhưng xét vào các yếu tố sự ủng hộ của Đảng, thì mô hình kiêm nhiệm hai chức danh này có phần được. Ông Hải cũng lưu ý rằng, vấn đề một người vừa nắm chức Tổng Bí thư vừa làm Chủ tịch nước đã được đặt ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 và 9. Tuy nhiên, khi đó chưa hội đủ các điều kiện về thiên thời, địa lợi, nhân hòa như lần này. Theo tiến sĩ Hải, tuy nhiên việc hợp nhất không chỉ đòi hỏi người đảm nhận chức vụ này, đó là cả về uy tín lẫn năng lực, thì bộ máy giúp việc cũng phải rất rạch ròi, đòi hỏi sự phối hợp rất nhuần nhuyễn trong các bộ máy này để chức trách của mỗi vụ, chức vụ khác nhau, tránh không bị nhầm lẫn về chức năng và cách điều hành của từng vị trí. Giới quan sát cũng nhận định hiện nay có 3 ứng viên nổi lên cho vị trí Tổng Bí thư là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 65 tuổi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, 66 tuổi, người phụ nữ đầu tiên vào lãnh đạo cơ quan này là Thường trực, và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, 67 tuổi. Đây là hình ảnh với hàng đầu từ trái qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đằng sau có ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến dự phiên họp chính phủ vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Nếu quay lại với mô hình truyền thống, nghĩa là với vị trí tứ trụ do 4 ủy viên Bộ Chính trị khác nhau đảm nhiệm, thì ông Trần Quốc Vượng có nhiều lợi thế để trở thành Tổng Bí thư, bởi ông là người hiện ở vị trí quyền lực thứ tư trong Đảng sau khi ông Trọng đảm nhiệm luôn cả vị trí Chủ tịch nước từ tháng 8 năm 2018. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí phù hợp với chức lãnh đạo trong Đảng. Ở vị trí này, quy định về tuổi tác cũng có thể được áp dụng với trường hợp ngoại lệ. Hồ sơ của ông Vượng cũng rất sạch sẽ, có thể được coi là sạch, và ông là phụ tá cho ông Trọng kể từ sau khi tin đồn ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ ở Kiên Giang. Ông Vượng có thể tạm coi là người tương đối quyết liệt nếu có ông Trọng bật đèn xanh trong một số trường hợp chống tham nhũng. Nhưng bản lĩnh của ông Vượng như thế nào vẫn còn là một vấn đề cần phải theo dõi khi ông Vượng chưa hề qua cấp lãnh đạo địa phương. Ông Vượng chỉ là một cán bộ văn phòng trung ương rồi một thời gian qua làm bên kiểm sát và chưa thể thấy ông đã thể hiện khả năng như thế nào trong các vấn đề đa dạng và phức tạp của đất nước, đặc biệt là lĩnh vực đối ngoại hay điều hành kinh tế. Trong khi đó, nếu tiếp tục giữ mô hình Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhiều lợi thế hơn. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp vào ngày 27 tháng 2 năm 2019. Xét về lợi thế từ cách thức thể hiện tính năng điều hành xử lý vấn đề, ông Nguyễn Xuân Phúc là ứng cử viên sáng giá. Theo tiến sĩ Hải, thành tựu kinh tế của Việt Nam trong nhiệm kỳ hiện nay, đặc biệt là trong năm 2019 vừa qua, cũng như sự thể hiện của ông Phúc qua các hoạt động đối ngoại thời gian qua đã cho thấy điều đó. Hơn nữa, kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng bị lâm bệnh ở Kiên Giang cho đến nay, khiến ông không còn tham dự các sự kiện, thì ông Phúc đã đứng ra gần như điều hành, chỉ đạo ở những vai trò thuộc lĩnh vực như quốc phòng, công an, vốn do Tổng Bí thư đảm trách. Thủ tướng Phúc nổi bật trong gương mặt đại diện của Việt Nam trên thế giới, gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.
ông tỏ ra như một người lãnh đạo đất nước xử lý các vấn đề đối nội và đối ngoại kể từ tháng 4 năm ngoái. Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, với tất cả những kinh nghiệm như thế, cũng như với việc sang năm ông Nguyễn Xuân Phúc ở tuổi 67, độ tuổi không phải là quá cao, đồng thời bằng quan sát cũng thấy ông Phúc đủ điều kiện về sức khỏe để đảm trách được công việc của một tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Nhưng việc làm thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng bị coi là có phần bá xạo khi luôn khai vống lên các con số để làm cho tình hình kinh tế đất nước luôn nổi bật. Tỷ lệ tăng trưởng GDP luôn cao cho dù suốt năm qua chẳng có công trình lớn nào được triển khai. Tính đến tháng 9 năm 2019, còn khoảng 500.000 tỷ trái phiếu của chính phủ bị đọng lại, trong khi phải trả lãi rất cao. Giải ngân vốn ODA chỉ đạt có 2,5%. Số doanh nghiệp giải thể rất nhiều. Vậy thì tại sao lại có được con số tăng trưởng đẹp như vậy? Nó chỉ có thể giải thích rằng nó đã được làm giả. Ông Phúc còn bị quy kết có sân sau, có đàn em đệ tử và gây ra nhiều vấn đề phức tạp, như dự án chống ngập tại Sài Gòn lên đến hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó con rể ông Phúc là Vũ Chí Hùng có can dự. Ngân hàng Quốc gia cũng đã bơm vào Trung Nam Group thực hiện dự án chống ngập lên đến 3.000 tỷ đồng. Đây là biểu hiện rõ nét nhất về việc ông Phúc chẳng kém gì ông Dũng khi con cái cũng tham gia vấn đề tiền bạc. Còn về khả năng trở thành nữ tổng bí thư đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chuyên gia Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Institute ở Singapore đã nhận định như sau: Việt Nam chưa sẵn sàng có một tổng bí thư là nữ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa và cảm ơn ông Nguyễn Tân Dũng sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tân Dũng vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Cũng không thể bỏ qua tầm quan trọng của địa lý. Sự kình địch như trong thời chiến giữa thủ đô Hà Nội và trung tâm thương mại miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh luôn dai dẳng. Vị trí cao nhất là tổng bí thư luôn thuộc về một nhân vật miền Bắc hoặc miền Trung, bà Ngân lại đến từ miền Nam. Trong kỳ đại hội vào năm 2016, thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, người miền Nam được cho là ứng viên nặng ký cho chức tổng bí thư. Nhưng ông Dũng buộc phải rút lui sau cuộc đấu đá với ông Trọng. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng bà Ngân sẽ phù hợp với vị trí thủ tướng bởi bà có kinh nghiệm điều hành quốc hội. Bà cũng từng là thành viên chính phủ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội hay thứ trưởng Bộ Tài chính, cũng như từng kinh nghiệm từ cơ quan, cơ sở. Tuy nhiên, bà Ngân cũng không giành được sự ủng hộ hoàn toàn vì vẫn có những ý kiến cho rằng bà chưa đủ tầm để làm thủ tướng. Ngoài ba ứng cử viên trên, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, được báo The Diplomat đánh giá là một ứng cử viên trẻ tuổi với thành tích mạnh mẽ trong lĩnh vực cải cách kinh tế hành chính. Ông đạt được thành tích này khi làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, trong những tỉnh giàu nhất của đất nước. Mặc dù thế, ông sẽ chỉ là hoàn thành một nhiệm kỳ thành viên của Ủy viên Bộ Chính trị vào năm 2021. Chức vụ hiện nay của ông cũng có thể là một điểm yếu. Chưa bao giờ có một tổng bí thư mà trước đây từng làm trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Và có một logic rất rõ ràng cho điều đó. Vì một người như vậy sẽ được coi là có quá nhiều quyền lực khi giữ chức cao nhất và đồng thời nắm giữ tất cả các hồ sơ nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản. Đó là trường hợp gần giống như một nhân vật của Liên Xô khét tiếng trước đây là Brezhnev. Bên cạnh đó, việc ông Chính không thể thuyết phục được đưa ra dự luật đặc khu kinh tế đã gây ra cuộc biểu tình bạo lực ở Việt Nam hồi năm ngoái sẽ làm giảm uy tín của ông. Chức vụ Thủ tướng được dự đoán với nhiều ứng viên tiềm năng. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nhân dịp ông tới Việt Nam dự cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2 vào ngày 27 đến 28 tháng 2 năm 2019. Nếu mục tiêu của Hà Nội là giữ khoảng cách với Bắc Kinh và mắt xích lại gần hơn với Washington, thì theo một số người, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thích hợp cho các chức Thủ tướng hoặc là Chủ tịch nước. Ông Minh là người miền Bắc, dường như là thiên về Trung Quốc nhưng không thạo tiếng Anh, có tiếng thạc sĩ và được học ngoại giao ở trường đại học Hoa Kỳ. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Nguyễn Văn Bình, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng được nêu ra làm chức Thủ tướng. Khi được hỏi về dự đoán trước đây của một số nhà quan sát liên quan đến khả năng ông Nguyễn Thiện Nhân trở thành Thủ tướng, tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng điều này là khó. Ông nói, sẽ ít người ủng hộ việc ông Nhân trở thành Thủ tướng, bởi vì nhìn vào thành tích của ông khi còn làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hay ngay cả khi ông vào thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm Bí thư Thành ủy, thì người ta thấy ông là người ôn hòa, không quyết liệt. Trong khi đó, với tăng trưởng GDP ở mức 7,2% như năm 2019, thì việc trong những năm tới duy trì đạt tăng trưởng cao hơn hay ít nhất không thấp hơn mức đó là rất khó.
Điều này đòi hỏi Thủ tướng phải là người rất năng nổ, quyết liệt chỉ đạo, điều hành. Thứ hai, vị trí Thủ tướng hiếm khi được chọn từ những trường hợp đặc biệt về tuổi. Trong khi sang năm 2021, ông Nhân đã ở tuổi 68, nên nếu như vậy thì không đảm nhận được chức vụ trong đảng thì rất khó vượt qua được quy định về giới hạn độ tuổi. Một vấn đề cũng gây tranh luận không kém đó là liệu đương kim Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có chịu từ giã chính trường hay không? Đây là hình ảnh lần đầu tiên báo chí quốc tế đề cập đến tin đồn về tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 19 tháng 4 năm 2019. Một số chuyên gia cho rằng thời gian của ông Trọng còn lâu mới kết thúc, dù tuổi cao và bệnh tật, ông có thể duy trì cả hai chức vụ. Việc đưa ra các quy định mới về thay đổi lãnh đạo hồi tháng Giêng năm và tham gia vào hội nghị đánh giá tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đã củng cố thêm tin đồn về việc ông Trọng sẽ vẫn tại vị. Một số người nói rằng sự hiện diện liên tục của ông Trọng sẽ có phần ổn định chính trị, nhưng nó cũng có nghĩa vụ, có nghĩa là tứ trụ vẫn giảm xuống còn 3 để ông Trọng tiếp tục thâu tóm quyền lực. Cuộc đua từ giờ đến đại hội 13 để xác định ai ở, ai đi, ai lên, ai xuống. Dù là quay trở về vị trí tứ trụ hay tiếp tục duy trì tam trụ thì dàn lãnh đạo vào năm tới sẽ bận rộn và giải quyết hậu quả của năm 2020 do đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ Trung Quốc gây ra. Và tổng sản phẩm trong nước chỉ tăng có 3,82% trong quý đầu tiên, kém xa tốc độ 6,97% trong tháng 10 đến tháng 12. Các dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 cho thấy kinh tế sẽ chỉ tăng 2,7% hay thậm chí tăng trưởng âm trong năm nay. Trong lĩnh vực đối ngoại, với vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hiện nay, Việt Nam đã phải hoãn hội nghị thượng đỉnh tại Đà Nẵng cho đến ít nhất cuối tháng 6. Hà Nội đã mong muốn thúc đẩy hợp tác với ASEAN như một bước đệm chống lại Trung Quốc và thúc đẩy nền kinh tế đầy triển vọng của ASEAN trên trường quốc tế, nhưng những mục tiêu này đều bị trì hoãn vì đại dịch. Cuộc chạy đua cho đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang bước vào hồi gay cấn. Bài viết có tựa đề "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng trên truyền thông của Việt Nam vào hôm 26 tháng 4 vừa qua đã cho thấy tầm quan trọng rất cộng sản của người lãnh đạo. Một trong những điểm cốt yếu xuyên suốt trong bài viết trên là công tác cán bộ của Đảng gắn liền với chế độ. Đối với đại hội Đảng lần thứ 13 được xác định là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển vững mạnh của đất nước. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc. Và ông mượn câu thơ của truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du như sau: chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài, để nói về điều đó. Qua đó, đủ có thể hiểu được nhân sự cấp cao của Việt Nam trong đại hội tới có mục đích cao cả là nhằm duy trì chế độ. Và như thế, chế độ sẽ duy trì bằng cái đức của một người cộng sản với tư duy tham nhũng, lạc hậu và đầy đau khổ. Như vậy thì tương lai của một Việt Nam dân chủ và tự do sẽ còn nhiều chông gai trước mắt. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2020 với bản tin Đảng, nội bộ tranh cãi tam trụ hay tứ trụ, đi hay ở. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.